Đây là 5 lời khuyên rất là ngu ngốc dành cho các huấn luyện viên yoga. Tôi biết rằng khi bạn xem video này thì các bạn cũng là một huấn luyện viên yoga đúng không? Và tất nhiên khi trên hành trình làm huấn luyện viên bạn được nghe rất nhiều các lời khuyên của nhiều người khác nhau. Thì hôm nay tôi tổng hợp lại để hy vọng rằng với những cái sai lầm này thì bạn có thể khắc phục để bạn có thể phát triển công việc của mình tốt hơn. Bản thân tôi thì cũng là một huấn luyện viên yoga giống như các bạn và có trải nghiệm hơn 13 năm. Và tôi được nghe khá nhiều cái câu khuyên ngớ ngẩn này. Thế cái câu khuyên đầu tiên ấy mà tôi thấy rằng nhiều người hay bảo là để trở thành huấn luyện viên yoga thì chúng ta phải tập dẻo, chúng ta phải tập dẻo thì học viên mới tin tưởng mình, chúng ta phải dẻo thì mới đông học viên. Thì ban đầu tôi cũng tin ấy, tôi cố gắng tập dẻo, nhưng sau khi mà tôi phát triển công việc của mình thì tôi phát hiện ra rằng là đôi khi dẻo cũng được mà không dẻo thì cũng đầy huấn luyện viên rất là thành công trong ngày nay. Tại vì khi bạn tập dẻo thì nó chỉ là cái trải nghiệm bản thân của bạn thôi. Ví dụ như là bây giờ tôi dạy yoga về trị liệu đi nhá, thì dẻo thì chỉ là tập để cho mình khỏe lên hoặc là thi thoảng mình biểu diễn động tác, nhưng mà sự thật là rằng cái dẻo đấy có áp dụng được vào cho lớp học của mình đâu. Các học viên thì toàn người cơ xương khớp thôi, thoái hóa thôi, học viên có tập được dẻo đâu mà. Nên là nếu mà bạn nghe đến cái việc là để trở thành giáo viên phải thật dẻo thì trừ trường hợp sau này là bạn đi dạy nâng cao, trừ trường hợp là bạn chuyên về nâng cao, chuyên về thi đấu thì bạn cần dẻo. Còn nếu mà bạn chuyên về giảm cân hay là chuyên về trị liệu thì bạn tập dẻo cũng được mà không cần dẻo cũng chả ảnh hưởng gì cả. Rất nhiều các huấn luyện viên của tôi chẳng hạn, ví dụ tôi nhớ có một cô tên là gọi là chị Nga ở Na Uy đi, gọi chị nhưng mà chị 63 tuổi và chị dạy rất là đông học viên ở online và cả offline bên Na Uy nữa, nhưng mà chị có dẻo đâu. Chị chẳng tập dẻo tí nào cả, nghĩa là trong quá trình vào tập được họ chả tập dẻo. Hay tôi có một số người bạn của mình, họ cũng là huấn luyện viên yoga nhưng mà nam giới, và ví dụ có bạn tên Phạm Việt Dũng, bạn ấy hơi gymer một chút, bạn chuyển sang những người hơi gymer một chút, và khi bạn bước sang lĩnh vực yoga này thì bạn biết rằng là cái thể yếu của bạn là cũng không tập được dẻo và bạn bỏ qua luôn. Nếu bạn bỏ qua bạn chả tập tí gì về dẻo cả, bạn chỉ thiên về cơ, thiên về trị liệu thôi chẳng hạn. Thế thì cái khái niệm là việc là huấn luyện viên yoga phải tập dẻo là một khái niệm hơi không cần thiết, nên các bạn cân nhắc về điều đấy để chúng ta tránh lãng phí thời gian. Nếu chúng ta định vị mình là giáo viên yoga trị liệu thì cái dẻo kia thì thi thoảng mình vui vui thì mình thêm thôi, chứ ngày nào mình tập thì mình sẽ bị mất đi cái thời gian để mình tập trung vào cái chuyên môn chính là chuyên môn trị liệu của mình, đúng không các bạn? Và cái ngu ngốc, cái buồn cười thứ hai nữa đó là cái việc là giáo viên là phải học thật nhiều chuyên môn. Tất nhiên các bạn thấy rằng là để tự tin hơn chúng ta phải học về các chuyên môn về yoga trong quá trình để chúng ta hướng dẫn cho học viên của mình, nhưng tôi thấy rằng nhiều giáo viên là hay đi theo trend, nên là cái gì cũng học, chuyên môn gì cũng học, ví dụ như là bầu cũng học, trẻ con cũng học, xong rồi yoga với nhạc cũng học, yoga nâng cao cũng học, xong rồi học quá nhiều thứ. Xong khi mình hỏi là thế bạn là giáo viên gì thì lại trả lời em chả biết, em là giáo viên yoga. Nghĩa là bạn chuyên về cái gì thì nói là cái gì em biết một chút, em dạy về phong trào lớp yoga cộng đồng. Thì đấy là một cái rất là lãng phí, là khi chúng ta học nó tản đều, nó lan man quá. Ví dụ tôi là tập trung chính về việc đào tạo huấn luyện viên, tôi tập trung chính về việc dạy yoga trị liệu, đặc biệt là trị liệu cho người trung tuổi. Thì tôi chỉ tập trung học cái kiến thức chuyên môn dinh dưỡng cho người trung tuổi này, các cái bài tập cho người trung tuổi này, các kiến thức về giải phẫu cho người trung tuổi này. Thì biết nhiều không biết thì không biết là như thế nào đâu, nhưng mà tập trung vào một thế mạnh thì bạn mới định vị mình làm chuyên gia được. Và bây giờ mọi người mong muốn là muốn làm việc với một chuyên gia, chứ không phải là muốn làm việc với một ông cái gì cũng biết, nhưng cuối cùng cái gì cũng yếu. Thì các bạn lưu ý điều này để chúng ta tránh được cái lãng phí về thời gian, lãng phí về tiền bạc. Tập trung chính vào thế mạnh thôi, dạy về giảm cân thì chỉ có tập trung chính các kiến thức chuyên môn về giảm cân thôi. Còn bạn muốn sẵn sàng là trở thành một master về yoga với nhạc, với flow gì đó chẳng hạn, thì bạn tập trung nguồn lực vào cái việc để định vị bạn là một giáo viên chuyên về flow, chứ không phải mỗi hôm chơi một tí, cái gọi là suốt ngày khoe đi học nhưng mà học thì nhiều nhưng mà hành thì chả thấy đâu cả. Thì các bạn lưu ý điều này nhé. Và cái thứ ba nữa, hơi buồn cười cái thứ ba nữa, đó là các giáo viên thì nghĩ rằng là cứ có chuyên môn giống như vừa rồi ấy, cứ có chuyên môn là học viên sẽ yêu mến mình, hoặc là thật nhiều bằng cấp treo thật nhiều ở trên nhà chẳng hạn là học viên yêu mến mình. Nhưng sự thật rằng là để tạo nên sự thành công của một giáo viên yoga thì ngoài chuyên môn thì chúng ta phải luyện thêm các cái kỹ năng mềm nữa. Rất nhiều giáo viên rất là giỏi chuyên môn nhưng đứng trước đám đông thì lắp ba lắp bắp không thể nói được câu nào cả. Thì đấy là cái sự yếu điểm mà làm cho chúng ta bị khó phát triển trong thời gian dài. Các kỹ năng về luyện giọng nói chẳng hạn, đầy giáo viên thì nhìn rất là đẹp, nhìn rất là giỏi, nhưng mà cái giọng nói thì chua thì thôi rồi, hoặc là cái giọng của chúng ta không thể nghe được cả. Nhưng các bạn thấy rằng khi đến lớp thì cái giáo viên mà có giọng nói hay thu hút học viên rất là thích thú về điều đấy. Nhưng các bạn lưu ý là ngoài chuyên môn thì chúng ta phải bổ sung cho mình các kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự tin. Hay bây giờ khi nói chuyện với các bạn thì tôi đang có thêm cái kỹ năng là kỹ năng quay video để mình làm kênh YouTube, mình thu hút thêm học viên.
Các bạn thấy rằng rất ít giáo viên có kênh YouTube đúng không? Thời điểm mà khi tôi làm video này thì hiện tại tôi đang có khoảng 3 kênh và 2 kênh đạt nút bảng. Một kênh chính của tôi là 200.000 người theo dõi, và một kênh của bà xã nữa thì trong một vài ngày tới bây giờ là 90.000 sắp rồi, sắp đạt 100.000 rồi. Thì đấy là những kỹ năng để hỗ trợ cho công việc mình tốt hơn. Hay là các kỹ năng như kỹ năng quản lý phòng tập chẳng hạn. Đây, bạn là dạy yoga rất giỏi nhưng mà quản lý phòng tập rất là kém. Các bạn nhớ nhá, cái chuyên bạn dạy yoga giỏi và việc đầu tư phát triển phòng tập là hai phạm chủ khác nhau. Nên là cái kỹ năng quản lý phòng tập, quản lý điều hành hoặc là setup marketing cho phòng tập là chúng ta phải bổ sung thêm thì nó hỗ trợ cho công việc chúng ta. Thì đấy là cái lưu ý thứ ba. Cái lưu ý thứ tư là tôi thấy rằng nhiều anh chị em hay bảo là mình chỉ cần cứ dạy tốt thôi, mình cứ tập trung vào việc chăm sóc học viên của mình thôi thì phòng mình nó tự đông. Thì trả lời là nó cũng đúng, nhưng mà để mà bạn có thêm học viên thì bạn phải có thêm một cái hoạt động là marketing và tuyển sinh hàng ngày. Còn việc bạn chăm học viên xong bạn sẽ nghĩ rằng là cứ chăm tốt học viên sẽ rủ thêm học viên khác thì cũng đúng. Nhưng mà nó không, bạn thử có bao giờ thử kiểm tra không? Bạn thử kiểm tra là toàn bộ trong danh sách học viên của bạn là bao nhiêu người được học viên giới thiệu đến phòng tập của bạn, được bao nhiêu người. Nên là cái việc là chăm sóc học viên ở trên lớp là hoạt động chăm sóc khi họ đã đăng ký tập luyện với mình. Còn muốn có nhiều học viên hơn thì bạn phải có hoạt động tuyển sinh hàng ngày để làm sao mọi người biết đến dịch vụ lớp học của bạn. Ví dụ tôi phải đăng hình ảnh của lớp học của tôi lên Google Maps để khi họ tra, hoặc là trên các website khi họ gõ yoga tại Hải Phòng là họ ra tôi. Hay tôi phải truyền thông trên Facebook của mình, tôi phải kết bạn với rất nhiều người học viên, những người mà chưa tập yoga bao giờ, để cho khi tôi đăng bài lên thì họ lựa chọn lớp học của tôi. Hay tôi phải chạy quảng cáo thường xuyên để cho mọi người biết đến rằng là tôi có lớp học yoga của mình, thì mình mới có được hàng nghìn học viên. Còn nếu không, giống như ngày xưa là mình cứ dạy thôi thì cũng chỉ giới hạn được khoảng 20-30 học viên. Nên các bạn lưu ý là dạy đừng ảo tưởng trong việc là mình cứ chăm sóc tốt là phòng mình đông. Đầy người chăm sóc rất là giỏi nhưng mà học viên đâu có đâu. Nên bạn chú ý là phải có phần tuyển sinh, phải có phần marketing thì phòng chúng ta mới đông. Và cái ngu ngốc thứ 5 nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là việc là bạn sẽ thấy rằng các huấn luyện viên yoga hay đi solo một mình không? Hay làm việc một mình ấy, thì họ có một tâm thế như này là mình chỉ cần lo tốt cái công việc của mình thôi, mình chả quan tâm đến việc cái ngành yoga như thế nào, hoặc là phòng tập bên cạnh như thế nào, hoặc là cộng đồng yoga, huấn luyện viên yoga thành phố mình ra làm sao, đấy là việc của họ. Nghĩa là mình chỉ làm đơn giản là một cái suy nghĩ là mình chỉ lo được cái thân mình chỉ tập trung vào vấn đề của mình và vấn đề thiên hạ mà kệ. Thì đấy là cũng là cái sai lầm. Tại vì làm buôn các bạn bán các phường, bây giờ bạn muốn thành công thì bạn phải có hệ thống liên minh. Việc bây giờ bạn học một chuyên môn nhưng bạn chơi với giao lưu với nhiều huấn luyện viên yoga, bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm của họ, chứ tại sao mình cứ phải đi cá nhân một mình. Hay mình phát triển một phòng tập thì nó chỉ giới hạn là phòng nhỏ như vậy thôi, nhưng mình kết hợp với nhiều huấn luyện viên thì chúng ta sẽ nguồn lực tốt hơn để chúng ta đầu tư được cái phòng tập nó to hơn, nó chất lượng tốt hơn. Thì đấy là cái sự hệ thống liên minh. Hay là khi bạn có việc bận mà bạn có một cái hệ thống huấn luyện viên, một cộng đồng huấn luyện viên thì bạn có thể nhờ họ dạy thay. Nên tôi thấy rất nhiều bạn ấy là cứ ôm cái phòng tập của mình mãi, muốn đi đâu đó thì sợ xong rồi học viên phải cho học viên nghỉ, đến ngày lễ ngày Tết muốn dành thời gian cho gia đình, muốn đi đâu đó chẳng hạn cũng không dám cho người khác đến dạy thay, vì sợ là học viên huấn luyện viên đấy họ dạy thay họ lại phá lớp mình, vì chúng ta thiếu cái sự kết nối với cộng đồng. Nên là hy vọng rằng là bạn dạy yoga thì bạn phải tham gia các cái cộng đồng yoga thì bạn cập nhật được thêm kiến thức mới, giao lưu các cái cộng đồng đấy thì mình học hỏi hơn, mình mở rộng mối quan hệ. Hay là mình muốn cái phòng tập mình nó uy tín hơn thì nhờ mối quan hệ mình có thể mời các giáo viên giỏi ở các thành phố khác đến làm các chương trình workshop, làm các chuyên đề tại phòng tập của mình, thì cái danh tiếng phòng tập mình nó lên rất là nhanh. Còn nếu mình chỉ co mình chỉ làm mỗi cái phòng tập nhỏ của mình thì rất dễ bị rủi ro. Hàng năm ở thành phố tôi ấy, hoặc các cộng đồng tôi ấy, thì tôi hay tổ chức các cái chuyên đề để cho anh chị em huấn luyện viên yoga có thể cơ hội gặp gỡ nhau và họ cập nhật những cái xu hướng mới trong những năm vừa qua để biết rằng là sang năm mới thì chúng ta thay đổi như nào. Hay giống như 2019 là tôi tập hợp lại tất cả huấn luyện viên tại Hải Phòng để chia sẻ cho họ với xu hướng mới, đó là xu hướng về online. Và hồi đấy thì rất nhiều người cảm thấy rất buồn cười là tập yoga là phải tập offline, bây giờ tập online làm sao mà hiệu quả được. Nhưng mà đến những năm gần đây thì họ bắt đầu ngộ ra rồi đấy. Thì nhờ có cộng đồng chúng ta sẽ được biết trước các xu hướng để chúng ta có thể biến đổi công việc mình cách hiệu quả hơn. Thì đó là cái câu chuyện mà chia sẻ cho anh chị em huấn luyện viên trong ngày hôm nay, để hy vọng rằng nó có thể đúng có thể sai, nhưng mà nếu các bạn áp dụng công việc của mình để làm sao nó tốt hơn, nó thành công hơn, thì tôi chúc mừng cho các bạn trong câu chuyện và tránh những sai lầm mà chính năm cái ngu ngốc này chính là những thứ mà tôi cũng gặp phải. Còn nếu bạn muốn hiểu hơn về công việc yoga, cần định hướng để làm sao phát triển tốt hơn, thì hàng tuần tôi cũng có các buổi Zoom trò chuyện để giúp các anh chị em, những người mà muốn
hiểu hơn về công việc nghề huấn luyện viên hay là muốn bổ sung các kỹ năng về huấn luyện viên thì các bạn có thể kết nối với tôi theo đường link ở phần mô tả có các đường link, hoặc kết nối trên fanpage của tôi để tham gia các buổi Zoom định hướng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.